Cái mạch chống ngược cực thứ hai của mình ở đây thì mình sẽ dùng sơ đồ như sau. Nó là một cái mạch một diode, một cái cầu dì trước, cầu dì này là một con diode ở đây, nói như vậy ha. Đấy, và cái tải bảo vệ mình cũng là đây luôn. Thì cũng như hình nãy thì ở đây mình sử dụng có 12V, 24V, 12 đến 24V này, mình thường sử dụng, mình thực nghiệm ha. Ở đây là cộng trừ hay trừ nè, VCC hay đi đấy. Thì nguyên lý là chúng ta sẽ có như thế này nè. Nguyên lý thì con diode này là một 4007, thì cái cầu dì này là khoảng 1A thôi nha, 1 A thôi. Thì nguyên lý là khi mà cái mình cấp đúng á, thì nó sẽ chạy như thế này, chạy vô ha. Còn nếu mà bị ngược chiều á, nếu mà nó bị đảo á, ngược chiều á, dạng như cộng đây hay trừ đây á, thì cái diode này nó sẽ đi như thế này nè, nó sẽ đi như thế này, đi lên và nó sẽ làm đứt cái mạch này ha, nó làm cho cộng trừ nó nối nhau, làm đứt cái này, nó phá hủy này, cho nên là nó sẽ bảo vệ. Thì khi đó mình nó chỉ bảo vệ được một lần à, nó không như cái mạch kia ha. Đấy, đây là cái đó, mình sẽ thí nghiệm cho bạn coi luôn. Rồi, rồi mình đến với thí nghiệm thứ hai của mình ha. Thì mình đã mắc sơ đồ theo mạch như thế này ha, thì cực âm nền nối vào ở như thế này ha, cái diode là đi thằng chiều này, vẽ cái cầu dì nằm phía trước diode, dây màu nâu là dây dương ha. Thì chúng ta sẽ mắc 12V, ở đây là 12V ha. Đấy, thì 12V mình mắc ở đây á. Đó, cái mạch mình đang hoạt động bình thường ha. Rồi, ưu điểm của mạch này là sẽ đưa cái điện áp này đi thẳng vào cho này 12V luôn mà không qua cái diode, thì sẽ làm cho cái mạch này không bị sụt áp ha. Đấy, này không bị giới hạn dòng điện của diode. Thì bây giờ mình sẽ thử thí nghiệm là làm cho cái bị ngược cực ha, bị ngược mà sẽ cho cái đầu âm này phía dưới nè, dương này phía trên này ha, theo dõi ha. Nên này chỉ bảo vệ được một lần thôi, cho nên là chúng ta theo dõi đấy. Mạch là đi cái thằng cầu gì nó bị đứt rồi ha, đứt rồi. Thì bây giờ nó đứt rồi á, thì chúng ta sẽ thấy là cái con diode này cũng hư luôn, cho nên là chúng ta sẽ bỏ nó ra ha, bỏ nó ra ha. Rồi mình test lại thử cái mạch của mình còn chạy không nha. Đấy, dương ha. Mạch vẫn hoạt động bình thường ha, chỉ điều là diode bị đứt à, hay là cầu chì đã bị đứt rồi ha. Bị đứt này, đâu không thông nữa. Này, đâu không thông nữa ha. Đâu không thông. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Hy sinh con cầu chì.